Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, Thanh Hóa đã thành công trong kiểm soát dịch bệnh, đưa kinh tế tiếp tục phát triển. Đặc biệt ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020 đã đi vào lịch sử của tỉnh khi được Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết về phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Như vậy đến nay, Thanh Hóa là một trong 7 địa phương trên cả nước được Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng. Nghị quyết số 58 ban hành đúng vào thời điểm Thanh Hóa chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 với những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhiều thành tựu nổi bật đột phá trên lĩnh vực kinh tế. Điều này càng khẳng định đây là sự ghi nhận đánh giá cao của Trung ương về những đóng góp của Thanh Hóa cho đất nước từ trước đến nay, đặc biệt là trong giai đoạn gần đây. Nghị quyết số 58 xác định trong 10 năm tới, Thanh Hóa sẽ là một tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo, nông nghiệp giá trị gia tăng cao, dịch vụ logistic, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu và văn hóa thể thao, một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Tầm nhìn đến năm 2045, Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Đây là cơ sở quan trọng định hướng cho Thanh Hóa phát triển trong 5 năm, 10 năm và 25 năm tới. Đây là những cái định hướng rất là quan trọng, những cái mục tiêu rất là cơ bản, có những cái giải pháp có thể nói là có tính đột phá để cùng với cái báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 này, đấy trên cơ sở cái nghị quyết đó phải cụ thể hóa ra bằng những cái chương trình kế hoạch quy hoạch cụ thể để mà triển khai thì đây là một cái động lực, một cái cơ sở chính trị rất là tốt để tạo cái sự bứt phá mới cho Thanh Hóa. Việc bộ chính trị ban hành một nghị quyết riêng phát triển toàn diện trong một chu kỳ dài cho tỉnh Thanh Hóa, như mở ra một trang sử mới cho sự phát triển của Thanh Hóa, để Thanh Hóa có thể hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, trở thành tỉnh kiểu mẫu và tiếp tục cất cánh trong thời gian tới. Trong những ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, dự kiến lượng người đến các điểm vui chơi giải trí, du lịch và điểm ăn uống tăng từ 20% đến 30% so với bình thường. Để đảm bảo các hoạt động vui chơi an toàn, lành mạnh, nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Trung tâm thương mại Vincom tại thành phố Thanh Hóa là nơi tập trung nhiều loại hình dịch vụ như mua sắm, vui chơi giải trí, ăn uống. Đây dự kiến sẽ là điểm tập trung đông người trong những ngày nghỉ lễ tới. Do vậy, các khâu vệ sinh tăng cường phòng chống dịch tại đây luôn được đặc biệt chú trọng. Bản thân các đơn vị đăng ký kinh doanh tại Vincom và chính khách hàng cũng rất ý thức trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh. Có thể thấy, đến thời điểm này, hầu hết các cơ sở kinh doanh và chính người dân đều đã có ý thức trong việc phòng chống dịch. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là. Mặc dù hiện nay, dịch bệnh trong nước vẫn cơ bản được kiểm soát. Xong khi các nước trên thế giới còn đang lao đao vì dịch Covid-19, thì Việt Nam không thể buông lỏng cảnh giác khi việc phòng chống dịch trở thành ý thức tự giác của mỗi người thì nguy cơ lây lan dịch bệnh mới giảm bớt và chúng ta càng có cơ hội đón một cái Tết vui, an toàn và trọn vẹn. Năm 2020 vượt qua khó khăn về dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, ngành chăn nuôi Thanh Hóa vẫn tăng trưởng cao về sản lượng và giá trị. Đặc biệt, việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất liên kết chăn nuôi theo chuỗi giá trị công nghệ cao đã tạo nên những chuyển biến rõ nét cho ngành chăn nuôi của tỉnh trong năm 2020. Năm 2020, giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi Thanh Hóa đạt trên 6.900 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm 2019. Trong năm, toàn tỉnh đã thu hút được 9 dự án đầu tư mới trong chăn nuôi lợn với quy mô 1,8 triệu con. Cùng với đó, việc liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm của ngành chăn nuôi Thanh Hóa cũng được chú trọng tăng cường. Năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu tổng đàn gia súc gia cầm đạt trên 25,6 triệu con. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 260.000 tấn và sản lượng sữa đạt 46 triệu lít. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin gia súc gia cầm theo kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt. là tập trung xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh trên các đối tượng gia súc gia cầm để tạo vùng nguyên liệu phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Để đạt được mục tiêu năm 2021, ngành chăn nuôi Thanh Hóa sẽ chú trọng đầu tư phát triển chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín, gắn với chế biến tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường nội địa và đủ điều kiện xuất khẩu ngoài. Đồng thời sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở vùng chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh để hạn chế rủi ro, đảm bảo phát triển bền vững. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thanh Hóa, phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa tổ chức cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và một số cán bộ công nhân viên chức công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng Công an Thanh Hóa đã làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho 33 đồng chí là đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 65 đồng chí là cán bộ công nhân viên trước công tác tại Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh cũng đã được làm hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip trước. Trong thời gian tới, Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho cán bộ công nhân viên công tác tại tất cả các sở ban ngành và nhân dân trong tỉnh. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 12 năm 2020, Công an huyện Thọ Xuân đã liên tiếp phá thành công 3 chuyên án, bắt quả tang 6 vụ 19 đối tượng mua bán, vận chuyển, tang trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 20 tháng 12, Công an huyện Thọ Xuân đã phá chuyên án 220G, bắt quả tang 7 đối tượng gồm 5 nam 2 nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 5 viên ma túy dạng kẹo, 2 viên thuốc lắc và nhiều gói ni lông chứa ma túy đá cùng các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 6 trên 7 đối tượng bị bắt giữ dương tính với ma túy. Công an huyện Thọ Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Lê Trạch Lực, sinh năm 1991 ở xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân; Lê Danh Long, sinh năm 1990 ở xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân và Lưu Thế Anh, sinh năm 1984 ở xã Yên Hùng, huyện Yên Định. Tiếp đó, trong các ngày từ 25 đến 28 tháng 12 năm 2020, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt quả tang 3 vụ, 4 đối tượng, gồm Nguyễn Đức Hưng, sinh năm 1975, Ngô Quốc Dũng, sinh năm 1990, đều ở xã Trường Xuân, Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1984, ở xã Xuân Lai và Lê Đăng Cường, sinh năm 1996, ở xã Xuân Sinh, đang có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tăng vật có liên quan. Bản tin 18 30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 4,72 kg ma túy từ Canada về Việt Nam qua cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất. Số ma túy trên được đóng gói trong 27 túi ni lông hút chân không, sau đó cất giấu bên trong các lon thực phẩm chức năng và đóng gói chung trong kiện hàng bánh kẹo đồ dùng cá nhân để gửi về Việt Nam nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan. Hiện cơ quan hải quan đang phối hợp với lực lượng chức năng để tiến hành điều tra xử lý theo quy định. Công an thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai, hoàn thiện hồ sơ để xử lý hơn 60 người bị phát hiện dương tính với chất ma túy sau khi công an thành phố Đồng Xoài đột kích hai quán bar trên địa bàn. Phần lớn những người này ở độ tuổi từ 17 đến 20, có hộ khẩu thường trú tại các huyện thị xã lân cận và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh. Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Ngày 31 tháng 12, Tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 2 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện một xe ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều thùng cắt tông bao gói ni lông, chứa điện thoại, máy tính bảng, quần áo không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Lái xe khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người khách từ Lạng Sơn về Hải Phòng. Đội cảnh sát giao thông số 2 đã bàn giao phương tiện và hàng hóa cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Trong quá trình thi công tuyến kè bờ sông khu dân cư đảo Ngọc phường Thạch Khôi thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương, lực lượng thi công phát hiện một quả bom nằm sâu trong lòng đất, dài 1,5 m, nặng khoảng 300 kg, đường kính 35 cm. Phần nắp ngoài nổ đã bị máy xúc gạt ra nên bom có thể nổ bất cứ lúc nào khi có lực tác động. Lực lượng chức năng xác định đây là quả bom từ thời chiến tranh chống Mỹ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Dương phối hợp với các lực lượng phong tỏa hiện trường, cử lực lượng canh gác và đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm phương án xử lý theo quy định, bảo đảm an toàn cao nhất. Hôm qua, Công an quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp hai nghi phạm gây ra hàng loạt vụ đập kính ô tô trên địa bàn. Hai nghi phạm bị bắt giữ là Lưu Minh Dương và Phạm Văn Minh, cùng 24 tuổi, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tại cơ quan điều tra, Dương và Minh khai nhận đã cùng nhau thực hiện 12 vụ đập phá kính ô tô trên đường Trường Trinh thời gian qua. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Bản tin 18h30 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.